mưa ha. Hello cả nhà, bữa nay là ngày 2 tây tháng 9. Em đang trên đường Nguyễn Huệ. Bây giờ là gần 3 giờ chiều ha cả nhà, gần 3 giờ chiều ngày 2 tây tháng 9. Tình hình là Nguyễn Huệ là chuẩn bị là sân khấu tối nay lên đèn ca hát rần rần đây nè cả nhà. Đó, truy cập tình hình từng giờ luôn. Tối nay là bốt pháo bông ở đây nè, dưới hầm Thủ Thiêm cũng thấy lên mát 81. Đó, sân khấu chuẩn bị á, khách du lịch quá trời người đổ ra đường, đang đi chơi vòng vòng đây nè. Đó, ok, bữa nay khách du lịch, không biết khách du lịch tới đâu, trong nước đông nghẹt à. Truy cập từng giờ luôn. Đó, tình hình Dinh Độc Lập. Đó, vui không cả nhà, khách du lịch ta đi qua đi lại. Đó, xe bus 2 tầng. Đó, ba giờ chiều Sài Gòn không mưa, bị bão không biết có mưa không, mà hy vọng không mưa, đại lễ luôn. Đó, zoom in cả nhà thấy quá trời người ở trong á, rất là đông. Bốn giờ chiều nha cả nhà, bốn giờ chiều ngày 2 tháng 9. Tình hình đây Sài Gòn mình là đi chơi lễ đó, quá trời người vui. Đó nha cả nhà, đó okay. Hello cả nhà, em đang đứng ở bến Bạch Đằng, bữa nay có thả kinh khí cầu ở bên thành phố Thủ Đức á. Đó, em đứng đây em zoom in cho cả nhà coi nè. Đó, bên này người ta chuẩn bị thả kinh khí cầu á. Bốn giờ chiều sợ bị dính hả? Cầu Ba Son, ngày 2 tây tháng 9, 4 giờ chiều, bến Bạch Đằng nha cả nhà. Đó, cập nhật tình hình. Đó, bà con đang đậu xe dài hết nè. Đó, cả nhà thấy chưa, lễ hội kinh khí cầu, xe người ta đậu nè, dài tới tú cái đằng kia luôn. Em biết chỗ đó là ở đâu rồi, em vô chỗ đó được, để chạy vô khúc đó quay cho cả nhà coi. À, đằng kia đó, cầu Ba Son cả nhà ơi, ngày 2 tây tháng 9, bây giờ clip nào em cũng nói à. Đó, quá trời người không cả nhà, thấy vui chưa? Đó, xe gắn máy quá trời đậu à. Để coi nó bơm, bắt đầu nó bơm giống như cái bong bóng, nó bơm bự lên, nó thả lên chứ không có gì á. Đó, nhà thành phố Sài Gòn trước giờ lễ nha. Nhóc gì chạy dữ ha, nhóc nhỏ. À, tới kìa. Này chắc giải đua marathon cho.
vui lắm, cả nhà nguyên đám đít nè. Qua khỏi cầu Ba Son rồi nha cả nhà. Đó. Khúc này là thải diều buổi chiều nè. Bữa nay lễ 2 tháng 9 người ta tổ chức lễ hội marathon cho trẻ em. Đó, động nghẹt luôn. Đi ngang đúng lúc nó chạy tới đích hay sao á. Đang dưới hầm cầu hầm cầu Ba Son luôn cả nhà, dữ dằn chưa, biết có anh YouTuber là xuống đây chưa, cho em để cái comment cho em nha. Dưới cái hầm cầu Ba Son luôn nè, giờ này là gần 5 giờ chiều nha cả nhà, ngày 2 tháng 9 lễ hội kinh khí cầu thành phố Thủ Đức. Vui chưa, vui chưa, vui chưa. Bây giờ đã chưa? Gửi xe. Gửi xe nha cả nhà. À, gửi xe giả mang thiệt. À, đây có hội chợ. Hả? Ủa kinh khí cầu đâu? Tú còn kia kìa. À, tới đây là phải đi bộ rồi. Tới đây là phải gửi xe đi bộ rồi. Không có được đi bộ qua bển rồi. Lúc anh nhảy xuống đó anh nhảy lẹ, anh nhảy lẹ. Cả nhà coi. Phải gửi xe cả nhà ơi. Người ta bắt mình phải gửi xe rồi. Không có lấy vô được. Gần 5 giờ chiều nha cả nhà. Khúc này là bên Thủ Đức, thành phố Thủ Đức rồi. Đó. Ai cũng phải gửi xe hết, đi bộ vô vui lắm cả nhà. Chân nhâm lan đó thì 3 lan là sản phẩm mình chọn, còn 2 lan thì sẽ là chủ khách cho anh nha chị nha. Năm lan 60 lan 60 lan, còn chân đó 3 lan thì sản phẩm mình thích lại, và 2 lan là chủ khách cho mình được tặng. Lễ hội kinh khí cầu thành phố Thủ Đức. Năm lan 60 lan 60 lan, năm lan là 180 lan là sản phẩm mình được tặng. Nó có lễ hội chạy marathon đó, đó cả nhà.